xin chào tất cả quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay, tiếp tục theo yêu cầu của quý vị khán giả, Leo sẽ hướng dẫn bài nhảy Jerusalem theo phong cách lai đàn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Bài này chúng ta sẽ đi theo phong cách lai đàn, đi theo 4 hướng, mỗi hướng sẽ có 4 câu nhạc 8, nhịp đếm là 32. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường số 2. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường số 3. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tường thứ 4. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến đây chúng ta lại lặp lại đi từ tường đầu tiên cho đến khi hết nhạc. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Thì chúng ta sẽ đến với câu 8 đầu tiên này, được chưa? Câu 8 đầu tiên thì chúng ta sẽ trụ bằng chân phải này, chân trái, được chưa? Chúng ta sẽ đưa chân chéo 45 độ sang phía bên trái, bắt đầu bằng chân trái trước, được chưa? Thì sẽ có hai cách như này. Thường thì sẽ có một số phiên bản là chúng ta dậm cả chân như này xuống, được chưa? Thì chúng ta sẽ dậm xuống bằng cả bàn chân, đếm là 1, 2, 3, 4. Nhưng mà ở đây thì trong cái bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách để chúng ta chỉ dậm gót không thôi, được chưa? Thì dậm cả chân hoặc dậm cả gót thôi đều ok, được chưa? Thì nếu chúng ta dậm cả chân thì chúng ta sẽ là bước như sau này. 1, 2, 3, 4, được chưa? Và thu về và, được chưa? Chân phải 5, 6, 7, 8. Tùy theo các bạn thấy cách nào dễ hơn thì các bạn làm nhá. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách chúng ta chỉ dậm gót này. Thì vẫn chân phải làm trụ nhá. Chân trái chúng ta đưa chéo sang này, mở cái lòng bàn chân ra. Đấy, và chúng ta dậm cái gót chân này. Hãy đếm là và 1, 2, 3, 4, được chưa? Và chúng ta thu chân về và lập tức là chúng ta đẩy cái chân phải này lên luôn. Đấy, thì tiếp tục là 5, 6, 7, 8, được không ạ? Ok, các bạn thả lỏng cái hông ra và các bạn dậm cái gót chân xuống, dậm gót chân xuống nhá. Bên này cũng thế, dậm cái gót chân xuống, dậm. Và nếu mà chưa làm được hông thì các bạn chỉ đơn thuần là dậm cái gót chân xuống thôi. 2, 3 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, được không ạ? Thì sẽ là và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Tiếp theo đến câu 8 thứ 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ thu cái chân phải này về, đồng thời chúng ta đẩy cái gót chân trái lên. Thì sẽ tiếp tục là cái chân phải này thu về lại là, chưa? Và chúng ta đưa cái chân trái này lên, gót chân lên là 1, được chưa? Đây nhá, các bạn đang ở đây đúng không? Thì chúng ta lùi cái chân phải này về này, đếm là và 1, được chưa? Ok, nhớ nhá, tiếp tục chân trái này thu về này, đưa gót chân phải lên và 2, được chưa? Tiếp theo và 3, tiếp theo và 4, được chưa? Các bạn nhá, nối cả hai câu này, 2, 3 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, được chưa? Tiếp theo chúng ta thu chân phải về này và 1, đấy câu 8 thứ 2 nhá, và 2, được chưa? Và 3,
và 4. Ok, rồi. Tiếp theo 5, 6, 7, 8 thì đi như nào? Đến đây 5 thì chúng ta vẫn thu chân này về, được chưa? Và, được chưa? Như các bạn bằng du bằng cái mũi chân này, mua mũi chân này, được chưa? Trước cả bàn chân thì bây giờ chúng ta thu cái chân phải về mũi chân này và đẩy chân trái lên phía trước, đồng thời lật người 90 độ sang phía bên trái. Đây nhá. Thu về này, được chưa? Và 5, được chưa? Thì đến đây này các bạn nhìn này, cái chân của mình nó mở ra, được chưa? Và mặt của chúng ta lập tức là lật một góc 90 độ sang phía bên trái, được chưa? Hướng 9 giờ, đúng không ạ? Tiếp tục bước sang 6, được chưa? Tiếp tục chúng ta trùng cái đầu gối trái này xuống bước tiếp 7, được chưa? Và bước chân phải sang tiếp 8. Đấy. Ok, cái này các bạn làm chậm thôi nhé, không sẽ bị nhầm đấy. Lùi chân phải về này, câu 8 thứ 2 này. Và 1 và 2 và 3 và 4 và 5, được chưa? 5 xoay mặt sang trái, tiếp tục 6, trùng chân trái xuống tiếp 7, trùng đầu gối xuống 7, được chưa? Tiếp theo, chân phải bước lên 8, được chưa? Ok. Rồi. Hai câu 8 đầu tiên này. 2 3 và 1 2 3 4 và 5 6 7 8, được chưa? 8 thì đến đây rồi đúng không? Tiếp theo này, chân phải này giật về đẩy chân trái lên và 1 và 2 và 3 và 4, được chưa? 5 thì đẩy đổi hướng này và 5 bước sang 6 7 8 là trụ ở chân phải này, được chưa? Ok. Tiếp theo đến câu 8 thứ 3. Câu 8 thứ 3 thì bây giờ trụ đang ở chân phải đúng không? Chân trái đang kiêng chân đúng không? Thì chúng ta gõ cái mũ chân trái xuống, đếm tiếp, được chưa? 1. Đấy. Và hạ trụ chân trái xuống, gót chân xuống. 2. Được chưa? Tiếp theo, chân phải này chúng ta vắt qua chân trái đi tiếp. 3. Tiếp theo chân trái bước sang ngang. 4. Được không ạ? Đây nhá. Đi về đây 8 này. Gõ chân trái xuống, 1, hạ trụ xuống, 2, được chưa? Vắt sang, 3, đi tiếp chân trái sang, 4, nhớ là cái này không có trùng trước cái đâu nhá, lúc đi về là không có trùng trước cái đâu, được chưa? 4, được chưa? Tiếp theo, chân phải này chúng ta điểm cái mũi chân này lên phía trước, lên phía trước chân phải đang ở đây đúng không? 4 đây, điểm mũi chân lên, 5 này, thu chân phải về, 6, thu chân trái về, 7, thu tiếp chân phải về, 8, được chưa? Chúng ta sẽ đi từ câu đầu tiên này. 2, 3 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, được chưa? Tiếp tục, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Rồi, tiếp theo, đến câu 8 thứ 4, câu 8 cuối cùng này. Bây giờ mặt của chúng ta đã hướng sang phía bên trái này rồi, thì chân trái chúng ta bước ngang sang, được chưa? Chân trái này bước ngang sang, đồng thời chuyển trụ vào chân trái này luôn, đếm này. Thì 1, nghỉ 2 ở cái bước này, được chưa? Tiếp theo, bây giờ chúng ta trụ chân phải vào cạnh chân trái và đẩy chân trái sang ngang. 3 và 4. Ok. Chân trái này chúng ta đưa sang ngang này, đếm này. 1, 2, 1 nghỉ 2, được chưa? Trụ chân phải vào, được chưa? 3, trụ vào, được chưa? Và tiếp theo là cái chân trái đưa sang, đếm là và chúng ta trụm chân phải bằng mũi chân vào 4, đúng không? Khi các bạn đi rằng thì nó có một nhịp delay sẽ là 1, 2, delay ở đây, nghỉ đây, được chưa? Xong rồi chúng ta trụm chân phải vào, đẩy chân trái đi luôn 3 và 4, đúng không ạ? Nha, 2, 3 này, 1, 2, 3 và 4, được chưa? Tiếp theo đi về chúng ta đi bước 2 step bình thường, đi bước 2 step bình thường nhá. 5, 6, 7, 8, được chưa? Và đến đây chúng ta sẽ đi tường thứ 2 ở mặt này luôn, được chưa? Vì mặt đã quay đến đây rồi, được chưa? Và cứ thế đi tường thứ 3, tường thứ 4, quay về tường thứ nhất, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi lại cả 4 câu 8 vừa tập xong thật chậm nhá. 5, 6, 7, vào này, hai tay thì các bạn cứ để ra cho mình ngang ra, cho giữ thăng bằng nhá. Chân trái nào, 2, 3 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, nghỉ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Ok, tường thứ 2 đi tương tự như thế luôn. Đếm và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1 nghỉ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và chúng ta cứ đi như vậy, tuần thứ 3, tuần thứ 4 quay trở lại tuần thứ nhất, đi thành một vòng tròn đến khi hết nhạc. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.